À, xin chào anh em, mình đang tiếp tục đứng ở gian hàng của Microsoft tại IFA 2018 và một cái thứ rất là khổng lồ mà mình muốn giới thiệu với anh em. Đây là chiếc Surface Hub, một cái chiếc bảng tương tác cực kỳ to. Nó có kích cỡ lên tới 85 inch và hiện tại thì Microsoft đã bắt đầu giới thiệu cái dòng Surface Hub thế hệ thứ hai rồi. Còn đây là thế hệ đầu tiên. Nhưng mà dù sao nữa nó vẫn là một cái thiết bị rất là hiếm thấy và mời anh em cùng xem chi tiết ha. Trước mặt anh em đây là chiếc Surface Hub thế hệ đầu tiên và nó là một cái thiết bị mà Microsoft dùng nó trong rất là nhiều cái sự kiện của hãng cũng như là nhiều cái tập đoàn người ta đang sử dụng cái chiếc bảng tương tác khổng lồ này để mà làm việc cùng nhau, để mà hội họp vân vân. Về kích cỡ màn hình thì chúng ta có một cái màn hình 85 inch, một cái màn hình rất là to, tha hồ vẽ vời. Như anh em có thể thấy trên màn hình hiện tại đang chia làm đôi hai tác vụ. Bên trái là cái ứng dụng Microsoft Whiteboard để chúng ta có thể vẽ vời, ghi chú và soạn ra những cái biểu đồ. Bên tay phải là trình duyệt Edge với hình ảnh của cái chiếc Surface Hub thế hệ thứ hai. Đây là cái camera, một trong hai cái camera của cái Surface Hub và nó nằm ở hai bên cạnh của cái màn hình khổng lồ này. Và cái chức năng của nó là sẽ hỗ trợ cái việc mà hội họp, video conference. Và nó cũng có cái tính năng tracking, tức là khi mà chúng ta vừa đi qua đi lại, chúng ta vừa nói chuyện thì nó sẽ theo dõi cái khuôn mặt của chúng ta, không lo bị ảo nét. Và ngay bên dưới là một cái hệ thống loa rất là lớn, cũng có hai bên y chang như vậy luôn. Ở bên kia có một cái, bên này cũng có một cái nè đó. Và mình sắp sửa lấy ra một cái thứ rất là quyền lực trên cái chiếc Surface Hub này. Chào anh em, đây là chiếc Surface Band khổng lồ, một phiên bản dành riêng cho chiếc Surface Hub. Đây là cái vị trí mà nơi nó sẽ được lưu trữ. Ở bên kia cũng có một cái y chang như vậy luôn. Nó có một cái hệ thống sạc khá là lạ với hai cái vòng pin để mà nó nằm ở phần thân cái bút như thế này, và khi chúng ta đưa vào nó sẽ ướm vào cái hai cái pin còn lại, hai cái chân còn lại, và nó sẽ sạc pin cho cái bút luôn, rất là hay đó. Và ở đây là có những cái nút để mà giống như là một máy Windows bình thường, tăng giảm âm lượng nè, rồi tăng giảm độ sáng, rồi nút tắt màn hình, rồi có cả cổng USB để chúng ta có thể nạp những cái tài liệu. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái bút ra cho anh em xem ha. Bút rất là to anh em ạ. Cái bút dành cho Surface Hub, một cái bút viết bảng đó. Và bây giờ mình sẽ qua đây mình vẽ cái gì đó cho anh em xem. Hỗ trợ cũng rất là nhiều cái cấp độ lực mà mình nghe nói là 2048 cấp độ lực, bởi vì đây là một cái bút phiên bản đời cũ, thành ra nó vẫn chưa phải là siêu xịn siêu mịn như là cái bút của Surface Pen 2 đó. Nó cũng hỗ trợ nghiêng để mà vẽ nét đậm nè, đó, rất là xịn. Và dĩ nhiên rồi là Surface Hub về cơ bản nó vẫn là một cái máy tính chạy Windows, thành ra nó cũng có những cái thứ mà chúng ta thấy trên một chiếc máy tính Windows, chẳng qua là cái giao diện của nó hơi khác chút xíu thôi. Ở đây chúng ta có nút Start nè, nó sẽ mở ra một cái Start menu mà trôi nổi ở giữa màn hình như thế này, nó không nằm ở góc trái như là Windows trên máy tính chúng ta hay xài. Và chúng ta có cái màn hình gọi là Task View nè, nó sẽ mở những cái ứng dụng đang chạy. Ở nhà như là đây có cái cách tên là cái bản đồ nè, đó, bản đồ nước Đức. Thì Microsoft đã bắt đầu giới thiệu cái thế hệ Surface Hub tiếp theo, thế hệ thứ hai, và nó có kích thước nhỏ hơn và cũng có thể xếp nhiều cái vào nhau để mà cùng để mà mở rộng cái không gian làm việc. Một chiếc bảng rất là to, rất là đã. Rồi, cảm ơn em đã xem video. Great, thank you.